từng nét vẽ năm xưa không phai mờ, xòe bàn tay bao vết thăng trầm. Tình yêu vẫn rực hồng theo tháng năm, chặng đường xa gập ghềnh nắng mưa. Ngày bão giông đã tan, nâng về rực hồng lặng lẽ sắc màu. Chặng đường gian nan đi qua còn nhắc ta, giọt mồ hôi lăn theo chân người. Càng thấm thiết tình người bao la, thành muôn ánh chớp sẽ tan bóng đêm. Một niềm tin sẽ chiếu sáng mãi như nét bút, ai đang tô thêm lên bức tranh diệu kỳ bốn mùa. Chợt nghe tiếng sóng vô về từ dòng sông quần trời mênh mang đất trời. Nhịp đời giúp ta bước tiếp, mùa xuân hân hoan khắp nơi lời hẹn. Năm xưa đã theo người về, từ trong cơn mơ êm đềm thành ngọn lửa tình yêu chiếu sáng suốt con đường dài. Một niềm tin sẽ chiếu sáng mãi như nét bút, ai đang tô thêm lên bức tranh diệu kỳ bốn mùa. Chợt nghe tiếng sóng vô về từ dòng sông cuộn trôi mây mang đất trời. Nhịp đời giúp ta bước tiếp, mùa xuân hân hoan khắp nơi lời hẹn. Năm xưa đã theo người về, từ trong cơn mơ êm đềm thành ngọn lửa tình yêu chiếu sáng suốt con đường dài. Từ trong cơn mơ êm đềm thành ngọn lửa tình yêu chiếu sáng suốt con đường dài. Chúng ta không thể làm như vậy được thầy à. Tại sao lại không thể? Tôi đã thật cho em biết, lần đầu tiên gặp em, tôi đã đem lòng yêu em rồi. Và tôi cũng biết rằng em đã thuộc về tôi. Tôi phải cảm ơn Thượng Đế, bởi vì người đã ban cho đời tôi một cơ hội, đã tặng em cho tôi. Điều đó không được mà thầy. Tại sao lại không thể chứ? Tôi chỉ nói rằng em hãy cho tôi một cơ hội. Nếu trong cuộc chiến giữa tôi với người bạn trai hiện tại của em, tôi là người thất bại, tôi bị loại khỏi dòng chiến, tôi sẽ không quán trách. Như vậy có được không em? Được không em? Na ơi, em nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay thấy em không được khỏe, cơm em cũng không chịu ăn. Không, em không sao mà. Ngoan nào, ngoan, ngoan nào con yêu. Học xấu quá. Ba.
Na ơi, bé Ngọc đói rồi. Sao em ở trong toilet lâu quá vậy? Con chào cậu. À, cô Tuyết sang chơi kìa. Cậu ơi, cậu làm cho con một cái khung tranh được không ạ? Được quá đi chứ. Ồ, wow, thật là đẹp. Cô Tuyết thông minh quá. Mà nè, ấn tượng hơn thằng Cường luôn đó. Đây đúng là lời lấy dao chém đá. Nói ra tay là đã tay. Mẹ thương, mẹ thương. Ngoan nha. Cô tí đói rồi phải không? Mẹ thương. Anh Cường, em muốn nhờ anh làm cho em một việc được không? Việc gì vậy? Em muốn anh vẽ cho em một bức tranh, giống như tranh anh vẽ Tuyết đó. Kêu anh vẽ em hả? Ừ. Anh vẽ cả bé Ngọc nữa. Em muốn để lại cho con một phần kỷ niệm. Em muốn sau này lớn lên, nó sẽ biết được nó đã từng bú sữa của người mẹ này. Nó đã từng có một người mẹ như thế này đấy. Em không thấy là anh đang bận sao? Chuyện đó để tính sau đi. Vậy nha. Cậu ơi, vì không có phòng riêng nên con không có chỗ để treo tranh. Bức tranh này cậu có ở đây giùm con được không ạ? À, được được. Thật sự là thằng Cường nó ghét con nhỏ đó. Cái con nhỏ Na này nè, Hậu nè, nó làm cho Tuyết nhà mình khổ quá. Thưa ông, anh Phong đã đến ạ. Hoan nghênh đại nghệ thuật gia đã đến. Nghệ thuật gia? Ông xin hãy nhìn xem, đây mà được gọi là phòng ốc sao? Ông xin nhìn gà quá phượng mất rồi. Tôi đã nhìn gà quá phượng hoàng. Còn anh không phải là tôm đã quá rồng rồi hay sao hả? Sao rồi, anh suy nghĩ kỹ chưa? À, tốt. Xin mời. Mua thuốc gì hả em? Em bị đau bụng quá chị ơi. À, rối loạn tiêu quá. Dạ không, không phải. Em cứ xem đi. À đây, em muốn mua loại này. Em cứ xem đi, em cần mua loại gì? Bao nhiêu hả chị? Thuốc này mắc lắm. Mắc hả chị? Vì đây là biệt dược. Muốn khỏi bệnh thì đừng tiếc tiền em à. Vậy chỉ có loại thuốc tương tự như vậy mà chữa được bệnh chỉ mấy chục ngàn thôi không? Loại biệt dược thì không thể bán lung tung được. Mà chỉ có mấy chục ngàn thì làm gì có. Cũng đúng.
Bác sĩ ơi, tôi mắc bệnh gì vậy? Có chữa khỏi được không? Tôi đây. Là thầy à? Tuyết nè, tối nay tôi mời em ăn cơm nha. Mừng cho tôi thăng tiến phát tài. Em... Sao vậy? Thầy giáo mời học sinh mà học sinh không nể mặt sao? Dạ, nhất định em sẽ đến à. Trời ơi, thật là không công bằng. Chị Tuyết nè, sao lúc nào chị cũng có bạn trai hẹn hò, còn em thì chẳng có người nào hẹn hò hết. Lầu bầu vậy đủ chưa? Tuyết, Tuyết có dư người nào nhường cho cô ấy đi. Căn bệnh này tại sao cô không biết? Không ai nói cho cô à? Muộn rồi, thực sự đã để quá lâu rồi. Dạ. Làm tốt lắm. Dạ. Dạ, cảm ơn đại ca. Nghe đại ca nói gì dạ, chưa? Điều. Cố gắng làm tốt đó. Dạ. Dạ, chào các anh. Chào em. Mời em. Xin lỗi em đến muộn. Em đã tới trễ, phải chịu phạt 3 ly. Ông xin kéo theo mấy họa sĩ đi hết, nên công việc bề bộn quá. Mọi người đều phải làm việc tăng ca, công việc luôn tay luôn chân thầy à. Em phải xin nghỉ hoài mới được đó. Thật không ngờ ông xin làm việc ở công ty tốt như vậy. Không hiểu sao bây giờ lại bỏ công ty của mình đi. Chuyện đó có gì lạ đâu. Chim côn chọn cành, người côn chọn chủ. Có ai lại muốn đi làm thuê cho người khác suốt đời? Nhưng không thể nói đi là đi được, lại còn kéo theo cả khách hàng, khiến công ty em lâm vào cảnh khó khăn. Thời buổi cạnh tranh mà, phi gian bất thành thương. Thế nào là phi gian bất thành thương? Tuyết nè, em quá ngây thơ, quá lương thiện, nên em không hiểu được những việc này đâu. Ai chẳng muốn tranh thủ những cơ hội để thể hiện giá trị của mình. Thể hiện giá trị? Giá trị gì ạ? Ví dụ như gần đây một công ty mời tôi làm quản lý phòng tranh nghệ thuật. Đó là khẳng định giá trị của tôi. Vậy thì không vẽ tranh nữa sao? Sao lại không? Thậm chí còn vẽ đẹp hơn nữa chứ. Nhưng nói thật, nghệ thuật không thể tồn tại suông. Người ta không thể sống bằng không khí. Nên công việc mới là một kinh nghiệm mới, và cũng là một thách thức mới. Và tôi thích được thách thức. Thầy đã quyết định rồi ạ. Tôi hy vọng rằng em ủng hộ tôi. Tại sao thầy phải cần em ủng hộ? Bởi vì tôi vì em mà quyết định như vậy. Vì em? Đúng. À, chút nữa em tham quan phòng của tôi thì em sẽ hiểu. Xin giới thiệu, đây là đồng chí Hoa, trung đoàn cảnh sát hình sự. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm về vụ án này. Dạ, chị uống nước đi. Cảm ơn chị. Cứ từ từ mà nói nha. Chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Làm thế nào mà chị khẳng định đó là tên Tư? Tôi khẳng định đó là tên Tư. Tuyệt đối không thể nào nhầm được. Hắn là đồng hương với tôi. Quê tôi ở vùng núi Trung Du, nghèo lắm. Hắn nói hắn có thể tìm cho tôi một việc làm ở đây. Ai ngờ hắn là kẻ lừa đảo. Hắn lừa tôi làm
Lâu rồi anh có về quê không? Trời, ở quê có gì đâu mà về. Ở trên này công việc quá trời. Anh cố gắng sớm tìm cho em việc làm. Em đang rất cần tiền, vì mẹ em đang nằm viện. Công việc thì không thiếu, nhưng mà vấn đề là sự nhiệt tình của cô tới đâu. Việc gì em cũng làm được. Anh biết rồi còn gì. Con gái quê mình khổ từ bé nên chẳng ngại việc gì đâu. Thiệt không? Thật. Anh cứ tìm việc cho em, khó mấy em cũng làm được. Thôi được rồi, để anh lo cho. Đại ca, em mời đại ca ngồi đây vậy? Chú mày sướng ta. Hôm nay lại có cả em Út phục vụ à? Dạ, em đâu có. Đây là nhỏ em cùng quê với em. Đây là anh Lai, đại ca của anh. Dạ, em chào anh. Đây đâu có phải là chạy tới bần đâu. Sao đưa người nhà lên đây hả? Dạ không. Em nó đang đi tìm việc làm, tình cờ gặp em. Em nó nhờ em xin việc giúp. Dạ, việc này em nhờ đại ca. Được, tạm thời cứ về chỗ chú mà ở. Sao được? Không được đâu, con bồ em nó xé xác em chết. Đưa cô này đến gặp Lý Béo. Dạ, nhưng mà chú mày tiếc rẻ hả? Dạ, em đâu có nghĩ vậy. Vậy thì cứ thế mà làm. Vào đi. Anh ơi. Gì? Sao lại vào đây? Vậy cô tới đây để đi làm hay đi chơi? Dạ đi làm. Làm thì vô đi. Đi. Cô tắm trước đi, cho người sạch sẽ thơm tho. Lát nữa anh đưa em đi ăn. Vậy em ở đây hả? Không phải là anh đã nói với em hay sao? Em cứ chăm chỉ làm việc, có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Chào cô. Ông là ai? Sao ông lại ở đây? Vậy thằng Tư không nói gì cho cô biết à? Nói cái gì chứ? Nói cái gì bây giờ không quan trọng. Bây giờ cô cởi quần áo lên giường. Không, ông định làm gì tôi? Ở đây tôi nói là phải nghe, không muốn cởi cũng phải cởi. Không. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Mở cửa ra. Cứu tôi với. Ở đây. Không, không, buông ra, buông ra. Ông định làm gì tôi? Buông ra. Nằm xuống. Không, buông ra. Tên cao đó đã cưỡng hiếp cô? Không, tôi phản kháng rất mãnh liệt. Kết quả là chết.
Vô đi. Con đàn bà này không biết điều đâu. Chào đại ca. Chào đại ca. Bây giờ tụi em phải làm gì hả? Xử lý nó đi. Muốn chạy, muốn báo công an hả? Con đê tiện. Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao à? Đánh, đánh mạnh vô. Mày muốn chạy nữa không? Cho mày mày nè. Chạy nè. Chạy nè. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra được. Chuyện đó là như vậy đó chị. Đây có phải là đại ca của hắn không? Đúng. Đúng là hắn à. Đây có phải là ông Cao cưỡng hiếp chị không? Đúng. Đúng, tên này muốn cưỡng hiếp tôi. Vậy còn người này cô nhận ra chứ? Dạ, đây là tay chân của hắn. Cô có thể khẳng định chính những người mà cô đã gặp ở khách sạn là những người này không? Dạ, không sai. Dù chúng có biến thành tro, tôi vẫn nhận ra. Vậy bọn chúng đi xe gì? Chúng toàn đi ô tô. Đi ô tô à? Cô có nhớ biển số xe không? Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như là 6844 à. Cảm ơn cô đã cung cấp cho chúng tôi những đầu mối quan trọng để phá án. Giờ cô cứ về đi. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau. Dạ được, tôi về. Ừ. Cô bị sao vậy? Để chúng tôi đưa cô về nhé. Tôi không sao. Chỉ mong các anh nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Đừng để ý gì đến tôi hết. Mời em. Thế nào, em có thích không? Cách trang trí nội thất, tất cả đều toát lên phong cách của một nhà nghệ thuật. Căn nhà này xứng đáng thuộc về thầy. Nơi này sẽ chính thức thuộc về em và tôi. Em không hiểu. Nào, em cởi tấm vải phủ xuống. Mỗi ngày tôi đều nhìn bức tranh này và nói một câu: anh yêu em. Hàng ngày tôi đều được ở cùng em. Thầy đừng nói vậy. Đây là bức tranh của tôi. Không lẽ tôi không được nhìn bức tranh và nói với thiên sứ trong tranh là anh yêu em sao? Đúng không? Ngồi đi em. Thầy thuê căn nhà tốn hết bao nhiêu tiền lận hả? Không tốn tiền. Không mất tiền. Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Thầy thích nói đùa quá. Là tôi nói thật đó, tôi không hề đùa. Tôi không có đùa. Vậy thầy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua căn nhà này? Thật sự là tôi không đủ tiền để mua. Vậy em không thể nào hiểu nổi. Một công ty mời tôi về làm quản lý nghệ thuật. Tôi nhận lời và họ cho tôi căn nhà này. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Cơ hội này đối với thầy quan trọng vậy sao? Rất quan trọng. Tôi cần phải thành công. Thành công một lần. Cơ hội trong đời người không có nhiều, nên tôi không thể bỏ lỡ được. Còn việc sáng tác của thầy ạ? Điều đó không có gì là mâu thuẫn. Tôi vẫn có thể vẽ. Nhưng mà khi nghệ thuật không còn trong sáng nữa, liệu thầy có còn cảm hứng không? Tôi hiểu ý em. Vì trước đây tôi cũng như em, không hề quan tâm tới thị trường. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Một nhà nghệ thuật cần phải được người khác thừa nhận. Những tác phẩm nghệ thuật cần phải có người mua. Cơm áo không đùa với khách thơ. Phải sống được cái đã, rồi mới phát triển được. Trước hết phải có tiền thì mới có sức để duy trì sự nghiệp. Kiến trúc thượng tầng phải dựa vào hạ tầng kinh tế. Tôi biết tất cả những vấn đề này em không dễ chấp nhận. Nhưng thật sự tất cả những gì tôi làm đều là vì em. Sao lại vì em? Phải. Không lẽ em không hiểu sao? Một khi tôi đã... nếu như xảy ra một trận đấu giữa tôi và anh bạn trai cũ của em, thì khả năng chúng ta có được một căn hộ như thế này đối với tôi rất đơn giản. Thầy có thể cho em biết công ty nào đã đặt hàng với thầy hay không? Không cần thiết đâu. Rồi sau này em sẽ biết. Bây giờ muộn rồi, em phải về đây hả? Ở đây có rất nhiều phòng. Tôi và em mỗi người một phòng. Em hãy ở lại đi. Không, không được đâu. Em chào thầy. Tuyết nè, em hãy nhớ, căn hộ này chính là phòng vẽ của em. Khi nào em muốn vẽ thì cứ tới. Nhưng sao lại như vậy? Sao lại không được? Sắp tới tôi tới công ty làm việc, cả ngày không ở nhà, cửa khóa bỏ không. Vậy thì tại sao em lại không tới vẽ? Cầm lấy. Cầm đi em. Em về đi. Tạm biệt em. Chào thầy ạ. Chào ông chủ Sinh. Chào anh. Mời ông vô. Cảm ơn. Căn nhà này anh thấy đã vừa ý chưa? Đương nhiên là vừa ý rồi. Cảm ơn ông chủ Sinh nhiều. Mời ông vô. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi làm gì có tiền mà mua cho anh căn hộ như vậy? Vậy căn hộ này là...
Phải cảm ơn ngài Abbas. Tôi là người nhận lệnh của ông ta, mệnh làm quản lý giám sát nghệ thuật của công ty. Số tiền này do ông ta... Ông ta vẫn chưa một lần gặp tôi, tại sao lại biết tôi? Thì có gì lạ đâu. Nè, bức tranh này là do anh vẽ hả? Là cho tôi vẽ mặt nạ và thiên sứ. Chờ một chút. Đây. Tranh này có phải do anh vẽ không? Đúng vậy, cũng là tranh của tôi. Ông Albert đã chép hơn 10.000 bức tranh và bán khắp mọi nơi trên thế giới và gặt hái rất nhiều thành công. Nên ông ta yêu cầu tôi mời anh về đây và hy vọng rằng anh sẽ làm quản lý giám đốc nghệ thuật cho công ty và tất cả tranh của anh đều bán hết cho ông ta. Nhưng... Cái ơn này anh phải biết phải đền đáp và báo đáp như thế nào cho ông ta. Ông Sinh, nhưng ông biết tôi đã ký hợp đồng với ông Xuyên nên tất cả tranh của tôi... Tôi biết. Hợp đồng của anh chỉ có 1 năm. Ông ta hy vọng tất cả những tác phẩm của anh 1 năm nữa sẽ về ông ta. Còn nữa, những bức tranh mà anh vẽ trước đây 1 năm đều thuộc sở hữu của công ty. Như là bức thiên sứ và mặt nạ này nè, ông chủ rất thích. Tôi biết anh đã yêu cái người trong tranh này là cô Tuyết, cho nên anh vẽ cô Tuyết đẹp như vậy. Đẹp đến mức ai nhìn cũng mê hết. Ông hãy nghe tôi nói đây, bức tranh này tôi không bán. Cho dù bất kể là ai và bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa, tôi cũng không bán. Ông Albert đã tặng anh căn phòng này là lễ vật cưới của anh. Đây thật sự là một hậu lễ. Nếu anh thật sự yêu cô Tuyết, liệu anh có thể để cô ấy cùng sống trên đống rác được không? Một bức tranh đổi lấy một căn phòng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ. Dù là thằng ngốc, anh cũng biết cân nhắc, cũng biết suy nghĩ mà, đúng không? Các ông đừng có ép tôi. Tôi xin nhắc anh, căn hộ mà anh đang ở, hiện tại toàn bộ giấy tờ đang nằm ở chỗ tôi. Nếu anh có gì mà không phải với ông Albert thì căn hộ có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Sao anh không thử nghĩ xem, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì? Chào anh. Cái gì hả ông Lâm? Ông đã đem hợp đồng ký kết giao cho họ rồi à? Tại sao lại như vậy? Đúng, ông Sinh đã ký kết hợp đồng với các ông, nhưng khi đó ông ta là đại diện của công ty chúng tôi kia mà. Được, tạm biệt. Đội 4. Đội 5. Đội 6 nè. Đôi bồi nè. Ôi trời ơi. Mẫn nè, cô có bạn trai mới rồi hả? Có người giới thiệu, không biết lần này có thành công không nữa.
Mời vào. Thưa tổng giám đốc, mọi người đã bỏ hết sang bên kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là chỉ còn mình tôi ở lại rồi. Tôi biết, nhưng ông Sinh đã kéo hết khách đi rồi. Khách hàng mới thì chưa thấy ai gọi điện tới. Ba tôi đang bị bệnh, nên gần đây công ty đang gặp chút khó khăn. Hy vọng mọi người có thể kiên trì thêm. Thưa tổng giám đốc, chỉ mới làm nên không thể biết. Chúng tôi làm việc để kiếm tiền. Nếu không có việc thì không có tiền, mà chỉ không thể để mọi người hít không khí suông mà sống được. Việc này. Alo. Đúng, tôi là Sương đây. Ông là Nguyễn Sinh à? Đúng, tôi là Nguyễn Sinh đây. Ông tìm tôi có việc gì? Nào ai dám đánh thức người trong mộng. Không có việc ai dám phiền đến cửa quan. Thôi, ông đừng vòng vo tam quốc nữa. Có gì ông cứ nói thẳng ra đi. Là như vậy. Công ty của cô hiện đang gặp khó khăn. Không đơn đặt hàng, mọi người đều bỏ đi hết. Tôi vốn là lãnh đạo cũ của cô, là tiền nhiệm của cô. Nay nhìn thấy tình cảnh của công ty ta như vậy, tôi thật sự đau lòng. Tôi tuy thân là ở bên Đông, nhưng lòng tôi thật sự là ở bên Tây. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Muốn giúp đỡ công ty của cô một tay. Ông muốn giúp tôi như thế nào đây? Đơn đặt hàng của chúng tôi nhiều quá, làm không xuể. Thợ vẽ của xưởng cô chạy hết sang đây rồi. Cơ sở nhỏ bé của chúng tôi chứ không hết. Cho nên tôi muốn chuyển một số đơn đặt hàng sang công ty của cô. Cô thấy thế nào? Cô Sương ơi, nhận đi. Được thôi, nhưng tính toán thế nào? Dù là anh em ruột thịt thì cũng phải tính toán rõ ràng. Huống chi ông là Sinh. Cái này thì cũng dễ thương lượng thôi. Chỗ chúng tôi với cô cũng như là chân với tay thôi mà. Thôi bây giờ như vậy nghe. Cô mở máy tính ra, tôi sẽ gửi cho cô một số hàng mẫu. Nếu cô tiếp nhận đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ để cho cô làm. Còn chuyện tiền nông để sau chúng ta hả bạn? Vậy được không? Được rồi, để xem hình mẫu thế nào rồi hãy quyết định nha. Thiên sứ này chẳng phải là cô Tuyết đó sao? Anh đi gọi cô Tuyết đến đây. Dạ. Nè, cô Tuyết à, lên tổng giám đốc cần gặp. Dạ. Chào cô, tổng giám đốc gọi tôi à? Đúng, cô vào đây. Tôi cho cô xem bức tranh này, cô có nhận ra không? Bức tranh này là anh Phong vẽ cho cô mà. Sao chị lại có bức tranh này? Đây là hàng mẫu của ông Sinh gửi đơn đặt hàng cho chúng ta. Hàng đặt sản xuất hả? Thank you.
Sao em lại ở đây? Chìa khóa là anh đưa tôi. Anh nói tôi khi nào thích đến thì đến, cho nên bây giờ tôi tới đây. Tại sao em không không bật đèn lên? Bởi vì tôi muốn xem anh khi ban ngày và ban đêm có giống một dạng mặt nạ hay không, mặt trước mặt sau có giống như da mặt anh không.